Dạ, em An xin chào anh chị đang xem kênh YouTube Nhà đất Bến Tre Giá Rẻ. Em rất vui khi được gặp lại anh chị trong video lần này. Hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất mặt tiền quốc lộ 57B với diện tích là 434m, chiều ngang 15 ha anh chị, rất là đẹp ha. Sâu vào 37, mình nở hậu ra, sở hữu 70m thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm, quy hoạch đất ở 100% luôn. Mặt bằng thì chủ bơm cát cao bằng mặt đường quốc lộ 57B nè. Dạ, cách bến phà Tân Phú á, là đi hướng này là tầm khoảng 400m thôi. 400m là tới bến phà Tân Phú anh chị. Con đường này rất là tương lai nha, rất là tương lai. Nếu mà đặt trường hợp á, là cây cầu Tân Phú được làm, là con đường này rất là sung túc nha anh chị. Nhưng mà hiện tại là còn bến phà nha, còn bến phà. Dạ, qua bên kia phà là thuộc huyện Chợ Lách. Mình có thể đi Vĩnh Long, Cần Thơ, hoặc là trở về trung tâm của huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, đi xuống biển thành phố nè, rồi qua Trà Vinh, Sóc Trăng, trở về thành phố Bến Tre cũng được đó. 434m mặt tiền quốc lộ 57B nha anh chị. Mặt bằng của mình ha, rất là sáng. Hướng đất của mình là hướng chính đông. Dạ, còn hướng này á là tầm khoảng 200m thôi, là mình có một cây cầu gọi là cầu Bà Lũ. Cầu Bà Lũ qua cầu là khoảng 3 cây số là tới được chợ, trường học, ủy ban, khu hành chính của xã Tân Phú anh chị, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nha. Đi tầm khoảng 15 cây số là mình tới được cầu Miễu 2, 18 cây số là tới được cầu Miễu 1. Một hướng thì qua bên thành phố Mỹ Tho, đi bến xe miền Tây là khoảng 90 cây, còn một hướng thì đổ về trung tâm của thành phố Bến Tre là khoảng 25 tới 30 cây nha anh chị. Từ đây mà đi thành phố Bến Tre là khoảng 25 tới 30 cây. Mặt tiền quốc lộ 57B nha, tên gọi cũ trước con đường này á gọi là đường tỉnh 883 cũ á. Dạ rồi, để em qua em quay chi tiết cho anh chị mình xem nha. Một miếng đất gần bến phà Tân Phú là chỉ có 400m à. Từ đây nè anh chị, ngang qua tới cái trụ bên đây ha là 15m. Cái trụ điện này á là nằm trên đất của hàng xóm nha. Ngay đây có bóng đèn đường nữa nè anh chị. Đó, ở phía xa, ở kế bên đất ha. Bên hông đây thì anh móc đất nè. Móc đất bao, làm bờ bao, bao quanh, ở giữa anh bơm cát. Bơm cát thì bằng mặt đường quốc lộ 57B. Ở đây bà con trồng trái cây nè, rất là nhiều anh chị. Mà nổi tiếng là sầu riêng Tân Phú chất lượng, sầu riêng Tân Phú nha, rất là nổi tiếng. Ở đây thì khoảng 90% là bà con trồng cây ăn trái thôi. Dạ, chiều ngang 15, sâu vào là 36-37m là tới đây nè, nở hậu ha anh chị, hơn 15m. Phía sau là nguyên vườn sầu riêng của hàng xóm, sầu riêng này ha anh chị. Đó, sầu riêng nè. Còn bên đây là một căn nhà đẹp của hàng xóm nè. Ở kia này hàng xóm mình ha. Đó, ở dưới đất mình nhìn ra ngoài hướng quốc lộ 57 nè anh chị. Hướng đất của mình là hướng chính đông. Hôm nay em đi quay là trời không có nắng anh chị. Đẹp anh chị ha. Ngang 15, sâu vào 36-37m, có 70m thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm, quy hoạch đất ở thì 100% luôn. Đó, mặt tiền quốc lộ 57B gần với bến phà Tân Phú. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lấy sổ cho anh chị xem nha. Nhà hàng xóm nè, nhà hàng xóm nè, cánh đó nhà hàng xóm nè, bên đây hàng xóm nè. Còn đất của mình nằm đây, cao ráo ngon lành ha. Hiện tại là mình có hai sổ liền kề nhau nha anh chị. Đây là sổ đầu tiên nè, địa chỉ là xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, diện tích là 322,5m. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đến ngày 10 tháng 12 năm 2060. Thửa đất mình có 125,4m thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ. Bên đây là sơ đồ nè,
Đó, hướng đất là hướng chính đông luôn nha. Mặt tiền quốc lộ 57B. Còn đây là xã thứ hai của mình ha anh chị. Địa chỉ là xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 112,4m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, là đất thổ cư á, 70m. Còn lại đất trồng cây lâu năm 42,4m, thời hạn sử dụng đất ở lâu dài. Đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 30 tháng 9 năm 2052. Nên đây là sơ đồ nè. Đó, đẹp anh chị ha. Còn trích lục quy hoạch. Là quy hoạch đất ở 100% luôn nha. Tổng diện tích của mình sử dụng là 434m ngang 15 sâu vào 36-37, có 70m thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm, quy hoạch đất ở 100%. Còn giá đơn chị mình sở hữu hết đất luôn á là chỉ có 2 tỷ 50 triệu à. 2 tỷ 50 triệu nha anh chị. 2 tỷ 50 triệu nha. 2 tỷ 50 triệu. 2 tỷ 50 triệu ha. Giá cũng khá là tốt ha. Mặt tiền quốc lộ 57B gần bến phà Tân Phú. 2 tỷ 50 triệu. Dạ bây giờ em sẽ đi từ đây nè, em chạy ra ngoài hướng bến phà cho anh chị xem nha. Dạ, còn một thông tin em muốn gửi tới anh chị á là hướng này là bến phà Tân Phú nè. Mình đi thẳng tới cầu Miễu 1, cầu Miễu 2. Có thể đi xuống khu công nghiệp Gia Long nè, khu công nghiệp Phú Thuận, khu công nghiệp Phong Nẵm, cảng. Khu vực đó đang rất là hot, rất là phát triển luôn ha anh chị. Một trong những khu vực mà có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất Bến Tre luôn. Tập trung nhiều nhất Bến Tre luôn ha anh chị. Tập trung ha, tập trung ngay đó. Dạ bây giờ em sẽ đi hướng này cho anh chị xem. Và vừa mới qua luôn. Có cây xăng đó nè anh chị. Nghe cây xăng nè. Phía trước mình là bến phà Tân Phú. Bến phà Tân Phú nha anh chị. Hy vọng cái cầu sẽ sớm được hoàn thành để khoảng cách từ mà Vĩnh Long, Cần Thơ đi Bến Tre nè, đi Mỹ Tho và đi Bến Tre miền Tây được cũng gần ha. Và đây là khu vực của phà Tân Phú, cách vị trí đất mình á là chỉ có vài trăm mét à, 400-500m à anh chị. Dạ, và bến phà Tân Phú nha. Hướng này trở về vị trí đất của mình, dù qua cua là tới rồi, qua cây xăng đó là tới anh chị. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn anh chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Và hẹn gặp lại anh chị tại vị trí sản phẩm ngày hôm nay. Bye bye, bye mọi người.